Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ việc phong trào Houthi tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ được đánh giá là đánh dấu sự leo thang mới ở Trung Đông liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas. Trong một diễn biến liên quan, mới đây, quân đội hai nước Mỹ và Israel đã đều lên tiếng về vụ việc. Theo quân đội Mỹ, vào hôm 3 tháng 12, ba tàu thương mại đã bị tấn công trong vùng biển quốc tế ở phía nam Biển Đỏ. Thủy thủ đoàn của những chiếc tàu này đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong khi đó, phong trào Houthi của Yemen tuyên bố tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào hai tàu Israel trong khu vực. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tàu khu trục lớp Alebrije USS Carney đã phát hiện một tên lửa đạn đạo bắn từ các khu vực cho Houthi kiểm soát ở Yemen vào tàu Trinity Explorer được gắn cờ Bahamas. Tên lửa bắn trúng khu vực gần tàu Trinity Explorer. Ngay sau đó, tàu khu trục USS Carney đã bắn hạ một máy bay không người lái đang lao về phía nó. Mặc dù không rõ liệu chiếc tàu chiến này đã phải là mục tiêu hay không, máy bay không người lái này cũng được phóng từ Yemen. Khoảng 30 phút sau, tàu Trinity Explorer bị trúng tên lửa. Tàu Trinity Explorer báo cáo bị thiệt hại nhỏ do tên lửa gây ra. Hai tàu thương mại khác là tàu chở hàng rời mang cờ Panama là Number 9 và Sophia 2 cũng bị trúng tên lửa. Trong đó, tàu Number 9 có báo cáo có một số thiệt hại nhưng không có thương vong, còn tàu Sophia 2 báo cáo không có thiệt hại đáng kể. Trong khi đáp lại cuộc gọi khẩn cấp của tàu Unity Explorer, tàu khu trục USS Carney đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái khác đang lao về phía mình. Trong khi đi đến hỗ trợ tàu Sophia 2, tàu khu trục USS Carney tiếp tục bắn hạ một máy bay không người lái khác đang hướng về phía nó. Các máy bay không người lái tấn công không gây thiệt hại gì. Điểm đáng chú ý trong tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ là cuộc tấn công do Houthi nhận trách nhiệm, nhưng họ đã đề cập tới Iran. Trong tuyên bố đưa ra, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhấn mạnh, Mỹ có mọi lý do để tin rằng những cuộc tấn công này tuy do Houthi phát động ở Yemen, nhưng hoàn toàn do Iran thực hiện. Mỹ sẽ xem xét tất cả các phản ứng thích hợp. Hãng tin AP của Mỹ ngày 4 tháng 12 dẫn lời Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc tấn công là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Chúng đã gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ đoàn quốc tế đại diện cho nhiều quốc gia trên thế giới. Hãng tin Reuters ngày 4 tháng 12 cho biết trong cuộc gặp với phóng viên ở Tel Aviv một ngày trước đó, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF quân đội Israel Chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định, Israel không có mối liên hệ nào với hai con tàu bị phong trào Houthi của Yemen tấn công cùng ngày. Ông Hagari nêu rõ, các tên lửa ngày 3 tháng 12 nhắm vào hai tàu thương mại không có mối liên hệ nào với nhà nước Israel. Một tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ bị đắm, tàu còn lại bị hư hỏng nhẹ. Theo ông Hagari, đây là một vụ việc tiêu cực, một sự cố mang tính lật đổ cho Houthi tổ chức. Người phát ngôn IDF nhấn mạnh, cần hiểu rằng, vũ khí mà Houthi sử dụng để thực hiện các chiến dịch là vũ khí của Iran. Tình báo, khả năng, phương pháp là của Iran. Điều này cho thấy sự lật đổ tiêu cực của Iran trong khu vực và đó là một vấn đề toàn cầu, một vấn đề khu vực và chúng ta cần xem thế giới phản ứng thế nào trước vấn đề này. Quyền tự do đi lại bằng thuyền đang trở nên nguy hiểm ở khu vực này của thế giới. Phía Iran chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và người phát ngôn IDF. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12, trong một đoạn video phát đi, người phát ngôn quân đội Houthi, tướng Yahya Shari nói rằng phong trào này đã tấn công hai tàu của Israel sau khi chúng phớt lờ các thông điệp cảnh báo từ lực lượng hải quân Yemen. Theo ông, tàu đầu tiên bị trúng tên lửa và tàu thứ hai bị máy bay không người lái bắn trúng khi đang ở eo biển Bab el-Mandeb, nối liền biển đỏ với vịnh Aden. Tướng Shari cảnh báo, các lực lượng vũ trang Yemen tiếp tục ngăn cản các tàu Israel di chuyển trên biển đỏ và vịnh Aden, cho đến khi hành động gây hấn của Israel ở dải Gaza dừng lại. Các lực lượng vũ trang Yemen tái cảnh báo tới tất cả các tàu của Israel hoặc những tàu có liên quan đến người Israel rằng họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu vi phạm những gì được nêu trong tuyên bố này. Theo hãng tin AP, Houthi đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, cũng như phòng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel. Phía Mỹ đã không nói rằng các tàu hải quân của họ đã bị nhắm mục tiêu, nhưng cho biết các máy bay không người lái của Houthi đã lao về phía có các tàu hải quân Mỹ hoạt động và đã bị bắn hạ để tự vệ. Các cuộc tấn công của Houthi cho thấy vận chuyển toàn cầu ngày càng trở thành mục tiêu
trong khi cuộc chiến Israel-Hamas có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn và việc nối lại trừng phạt của các cuộc công kích vào Israel vào Gaza, cũng như một cuộc tấn công trên bộ ở đó, đã làm gia tăng nguy cơ các cuộc tấn công bằng đường biển tái diễn. Diễn biến hai tàu hàng bị phong trào Houthi tấn công trên Biển Đỏ mới đây và tàu khu trục Mỹ buộc phải phóng tên lửa tự vệ đã đánh dấu bước leo thang lớn trong các vụ tấn công trên biển ở Trung Đông liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas. Các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công hàng giờ trong ngày 3 tháng 12. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo hãng tin AP, diễn biến trên có khả năng đánh dấu bước leo thang lớn trong một loạt cuộc tấn công ở trên biển ở Trung Đông liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas khi nhiều tàu lần đầu tiên rơi vào tầm ngắm. Cho đến nay, Khanei là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Albuquerque của Mỹ hoạt động tại Biển Đỏ, làm nhiệm vụ ngăn chặn tên lửa mà Houthi bắn về phía Israel. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết có tàu khu trục không bị hư hại trong vụ tấn công cũng như không ghi nhận thương tích trên tàu. Lực lượng Houthi ở Yemen trước đó đã bắt giữ một tàu chở hàng liên doanh với Israel trên tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ vào ngày 19 tháng 11 và bắt 25 thủy thủ làm con tin. Theo AP, Houthi cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các con tàu trong vùng biển quốc tế có liên quan hoặc thuộc sở hữu của người Israel cho đến khi kết thúc chiến dịch của Israel chống Hamas ở dải Gaza. Lực lượng Houthi tuyên bố tất cả các tàu của Israel sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết con tàu mang tên Galaxy Leader thuộc hạm vận tải liên danh với tỷ phú Israel Braham Rami Uga. 25 thành viên có nhiều quốc tịch, bao gồm Bulgaria, Philippines, Mexico và Ukraine, nhưng không có người Israel nào trên tàu. Văn phòng của ông Netanyahu lên án vụ bắt giữ là một hành động khủng bố. Quân đội Israel gọi vụ hải tặc là sự cố rất nghiêm trọng có hậu quả toàn cầu. Các quan chức Israel khẳng định con tàu này thuộc sở hữu của Anh và cho Nhật Bản điều hành. Tỷ phú Olga cho biết ông đã biết về vụ việc nhưng không thể bình luận vì chờ đợi thông tin chi tiết. Ngành vận tải biển quốc tế khá phức tạp. Một con tàu thường liên quan đến hàng loạt công ty quản lý, cờ và chủ sở hữu trải dài trên toàn cầu. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh, quân đội Anh cho biết, vụ cướp đã xảy ra cách bờ biển thành phố của cảng Hodeidah của Yemen khoảng 150 km. Biển Đỏ vẫn là tuyến thương mại quan trọng cho vận tải biển và cung cấp năng lượng toàn cầu. Trong tháng 10, các tàu chiến Mỹ đã nhiều lần đánh chặn tên lửa hoặc máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng về phía bắc Biển Đỏ. Ngày 20 tháng 11, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Yakikawa cho biết Nhật Bản đang tiếp cận trực tiếp các tay súng Houthi ở Yemen. Các tay súng này bắt giữ một con tàu của doanh nhân Israel và do một công ty Nhật Bản điều hành với 25 thành viên thủy thủ đoàn, nhiều quốc tịch. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Yakikawa cho biết bên cạnh việc liên lạc với Israel và tiếp cận trực tiếp với Houthi, Tokyo cũng hối thúc Saudi Arabia, Oman, Iran và các quốc gia liên quan khác mạnh mẽ thúc giục Houthi sớm thả tàu và thủy thủ đoàn. Trước đó, ngày 19 tháng 11, lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã giữ một tàu hàng của Israel trên Biển Đỏ. Trong một tuyên bố trên kênh truyền hình Al Majira TV của Houthi, lực lượng này cho biết đã thực hiện một loạt các hoạt động quân sự ở Biển Đỏ, trong đó có việc bắt giữ tàu của Israel. Houthi cũng khẳng định sẽ tiếp tục nhập vào các con tàu thuyền do các công ty Israel sở hữu, vận hành hoặc mang cờ Israel. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!